Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một thiết bị giá rẻ mới đến từ Meizu, được chạy hệ điều hành mới Flyme OS khá thân thiện, mượt mà với nhiều tính năng thông minh. Đó chính là Meizu M2 Note chính hãng với ưu điểm màn hình lớn, thiết kế đẹp và camera tốt, cho trải nghiệm tốt nhờ hệ điều hành Flyme OS mang lại với mức giá chỉ hơn 3 triệu. Đầu tiên có thể thấy tuy có mức giá rẻ, nhưng M2 Note được chăm chút ngay từ khâu đóng hộp. Vỏ hộp được thiết kế vô cùng cứng cáp, đẹp mắt, bên trong được sắp xếp gọn gàng. Ta có thân máy, que chọc SIM, sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Phía dưới có khoang đựng sạc cáp, tuy nhiên tiếc là sản phẩm này không được trang bị tai nghe. Về thiết kế, Meizu M2 Note không có nhiều đột phá, thiết kế vẫn mang dáng dấp na ná các thiết bị trước đó của Meizu. Ưu điểm của M2 Note là thiết kế nguyên khối, màn hình phẳng, chất liệu nắp lưng là nhựa cứng, được phủ một lớp nhám giả kim loại cộng thêm các góc bo tròn nên trải nghiệm cầm trên tay rất thích và không hề bị cấn. Mặt sau thiết kế khá đơn giản với cụm camera chính và đèn flash kép hai màu ở giữa, cạnh phải là khe cắm hai SIM và thẻ nhớ, cạnh trái có nút nguồn và phím tăng giảm âm lượng, được gia công rất chắc chắn, không bị ọp ẹp. Jack cắm tai nghe và mic phụ thu âm ở cạnh trên, cạnh dưới là loa ngoài, cổng micro USB và mic thu âm. Mặt chính là màn hình cảm ứng kích thước lớn 5,5 inch, độ phân giải Full HD với loa thoại và camera selfie ở phía trên. Nút home tích hợp cả chức năng của phím back ở phía dưới màn hình nên máy nhìn rất thoáng. M2 Note sở hữu phần cứng thuộc dạng khá, tuy không quá nổi trội với con chip MediaTek MT6753, octa-core xung nhịp 1.3GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và một viên pin châu 3100mAh. Với cấu hình này, M2 Note vẫn đáp ứng được các tác vụ cơ bản, sử dụng trình đa nhiệm khá, cộng với sự mượt mà đến từ hệ điều hành Flyme OS nên mọi trải nghiệm trên thiết bị vẫn rất trơn tru. Điểm mình thấy thích nhất và cũng là ưu điểm của M2 Note đối với người dùng, thích sự tiện lợi, đơn giản chính là hệ điều hành Flyme OS với những hỗ trợ thông minh như các tính năng Smart Touch. Bạn có thể kích hoạt tính năng Smart Touch bằng phím tắt ở thanh trạng thái hoặc ở mục khả năng tiếp cận trong phần cài đặt. Từ biểu tượng Smart Touch, bạn có thể thoát nhanh ra màn hình chính, mở thanh thông báo, quay lại hay kích hoạt các khởi động cử chỉ, chạm đúc để bật sáng màn hình, vẽ ký tự để truy cập nhanh ứng dụng khi màn hình khóa, hay vuốt sang phải khi màn hình khóa để truy cập một ứng dụng bất kỳ. Rất tiện lợi và dễ sử dụng. Điểm cuối cùng mình thấy nổi bật ở Meizu M2 Note là khả năng chụp ảnh mà camera 13 megapixel mang lại. Camera chính được hỗ trợ đèn flash LED kép hai màu, giao diện chụp ảnh đơn giản với nhiều tùy chỉnh, chế độ chụp phong phú, cho phép tùy chỉnh chụp ô lưới, chụp HDR, chụp hẹn giờ đếm ngược và chỉnh hiệu ứng màu sắc trực tiếp khi chụp. Camera trước 5 megapixel cũng chụp ảnh đẹp với độ sáng tốt và khả năng làm đẹp nhiều tùy chỉnh. Bộ đôi camera này cho phép quay video chất lượng cao lên đến Full HD cũng rất ấn tượng. Là một sản phẩm đang được phân phối chính hãng với bảo hành yên tâm nhất cùng một mức giá rẻ 3.790.000. Meizu M2 Note cũng đáng để các bạn thử trải nghiệm với hệ điều hành Flyme OS mượt mà, dễ sử dụng, có nhiều điểm gần gũi với hệ điều hành iOS. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.